Somoviet.vn bán ít nước quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Ôi giời ơi! Xin vĩnh biệt thơ. Chỉ cần bạn có mặt thắng thua không quan trọng. Tưng. Chị Giang nghe em, có lẽ là hầu hết mọi người khi gặp tình huống team Big Tone như này sẽ chắc cái câu chỉ cần bạn có mặt thắng thua không quan trọng. Vì anh em mắng đồng đội, chửi đồng đội thì sẽ hiện ra những cái câu này nha. Một cái câu mà nhiều anh em không có muốn hiện lên trên màn hình, nhưng mà đôi khi nó sẽ hiện rất nhiều. Ok, khi mà đối mặt với team như thế này thì cô giáo Veda gánh team làm sao, chơi sao thì các bạn cùng theo dõi. Trên tay một vị tướng, mình sẽ hóa nó thành một con tướng vô cùng quái vật, khiến team bạn nhìn thấy mặt thôi là bay màu luôn. Đó, lợi hại cực kỳ nha. Đầu game mình thì có team thả các map, rồi đến tầm các bạn có một đồ thôi, đó một cái đồ công như trượng bùng nổ cộng thêm cái giày chuyên cho phép, thì các bạn sẽ tiến AD pháp sư team bạn lên bảng đến số với chỉ một combo, đó chính là chiêu 2, chiêu cuối chiêu 1 chiêu 1. Ấn thật nhanh chiêu 1 nha. Đó là combo cực kỳ mạnh của Vera. Và chắc hẳn nhiều anh em cũng đã khiếp vía với combo này rồi đúng không? Khi mà các bạn chẳng may đi ngang cái bụi gì đó hay là tính cấu diệt team bạn, nhưng mà không ngờ cô giáo ra thật team phát tung combo bay màu luôn. Thế là muốn chơi Veda tốt thì mình cũng đã chia sẻ với anh em rồi. Đó, các bạn hãy chú ý làm sao chúng ta phải cố gắng kiểm soát được những cái bụi. Hãy giữ sai thật kín, nghĩa là giấu sai đi anh em ơi, để có thể là có những pha bất ngờ. Cái này thì mình không bất ngờ, mình hết chiêu rồi, thì chơi chiêu cuối chiêu 1, nhưng mà hình như là thiếu đam, đốc biến đánh thường. Rồi Tunen ra đây này, Tunen thì mình thả team chiêu 1. Tất nhiên là nếu có chiêu cuối là xử lý nốt được Tunen. Đang có mạng em ơi, có mạng cái này thì mình combo sẽ rất là khỏe. 3 giây nữa thôi. À đừng biến về kìa, trời ơi. Ôi, thế thì mình xin. Mỡ nó cứ treo miệng mèo thì cứ thế là mình xin thôi. Nói chung là Veda là một vị tướng mà các bạn ăn mạng rất là dễ thôi. Một con tướng rất mạnh thời điểm giữa game và cuối game. Đầu game nếu biết di chuyển theo team thì cũng rất là mạnh với những phát thả team. Đây là anh em ơi, cái này thì chắc là chết rồi, thả team này. Ok, chiêu cuối, chiêu 1, ui. Chạy hướng đó thì kiểu gì chẳng chết. Đấy, ở lúc này khi mà mình đã kiểm soát được mid team bạn rồi, 3 mạng AD chỉ cần đánh tròn vai thôi là ok đấy. Nói chung là các bạn chơi Veda làm sao mà tướng địch cảm thấy là di chuyển sẽ sợ hãi, bởi vì không biết là mình ở trong cái bụi nào luôn, thì các bạn sẽ thành công. Đó, rất may trận đấu này team bạn là Alice đi hỗ trợ nha, nên việc mình kiểm soát bụi rất là dễ. Chứ nếu team bạn có những con tướng mà châu bò hay là những con tướng đấu sĩ mà đi FP sẽ kiểm soát tốt bụi và mình sẽ khó di chuyển. Nói chung là làm sao mà chúng ta di chuyển tự tin mà di chuyển hay thì sẽ là đánh hay thôi. Anh em nhiều khi thấy mình đánh kiểu rất đơn giản nhưng mà nó hiệu quả là bởi vì mình di chuyển tốt anh em ơi. Mình đã đứng đó từ chiều rồi, khi bạn đi ngang qua mình chỉ cần thả chiêu thôi. Rất là đơn giản là lụm cái mạng của ôi một đoàn đánh thương. Bây giờ là mình mới chỉ phút thứ 4 thôi, đồ thì chưa có đủ anh em ơi. Đó, lên hoàn thiện cái trang bị trượng bùng nổ là auto có mạng pha đó rồi. Ok, đã có trượng bùng nổ nha. Cái đồ này thì anh em ơi, để xem nào. Bây giờ mình sẽ đi lúp lùm này. Đây, cái bụi này là rất là ngon này anh em ơi. Cái bụi này là bụi trí tử luôn. Lacrosse vào là chết luôn này. Ơi, người lên bảng đến số là bạn Vio nhé. Anh em thấy chưa? Một combo một mạng rất dễ ngay phút thứ 4 thôi. Một đồ một cái giày. Anh em thấy cái đồ này, ở cái phù hiệu này, cái ngọc này nó khỏe chưa? Công nhận quá bá từ cô giáo Veda. Tiếp tục này. Hồi chiêu cuối là một combo một mạng. Anh em thấy dễ chưa? Chỉ cần chiêu 2, chiêu cuối, chiêu 1, chiêu 1 thật nhanh nha.
Bởi vì sau khi ấn chiêu cuối xong thì những con rơi nhỏ nó sẽ bay đến tướng địch đó. Mấy con đầu tiên thì chưa có sao, mình ấn chiêu một, nhưng mà mấy con tiếp theo là quan trọng, mình phải ấn chiêu một trước để có thể là hai cái chiêu một liên tiếp. Rồi anh em thấy chưa, game nó lại là dễ. Bởi vì bây giờ team bạn không dám thò mặt ra, mà thò mặt ra là bị cô giáo thả team luôn, mà thả team và bay màu luôn. Ơi đừng quan game mà ơi, lấy game mà thua đấy. Team bạn có đồ là thua đấy, để Alice với Violet có đồ là thua ấy. Thôi các bạn bình tĩnh thôi, về về bạn ơi. Ôi nếu team bạn lên thì mình thả team thôi. Lại có mạng em ơi. Phút thứ năm cô giáo đã lụng được 6 mạng 15 điểm hỗ trợ cho team. Anh em thấy chưa, lợi ích của việc di chuyển tốt là các bạn đã mang nhiều lợi thế vào cho team và cũng chính cho mình luôn. Đó, có một cái KDA nó thực sự rất là tuyệt vời. Và làm clip mà có KDA đẹp thì anh em cứ phải gọi là clip hay. Nhưng mà nhiều khi thế trận một chiều anh em lại chán. Nhưng mà thực ra ấy, mình đánh ép ghê quá là team bạn không đỡ được thôi. Chứ bây giờ mình nhả ra một tí là lại căng ngay. Nhưng mà làm gì có chuyện đó anh em ơi. Hôm nay là hướng dẫn anh em lúc lùm mà. Đây cái bộ này này, để xem floor này. Một combo ui thừa đam, tốc biến vẫn chết. Anh em nhớ thả team xong combo thật nhanh nha, floor 03 rồi. Ở team bạn ai cũng fit bởi vì Keria là 17-1 mà anh em ơi. Chỉ có một người ăn được một mạng thôi, còn đâu là fit toàn tập hết. Đó, lối đao rồi bà ơi. Bây giờ ai thò mặt ra đều mình combo chết hết. Team bạn không có tanker. Nói chung là Veda thích nhất mấy cái đội hình mà team bạn máu mỏng thế này, sát thủ hay là máu mỏng thế này. Nhưng mà cũng chú ý một số con có thể xử lý Veda. Ví dụ như là con Zil hay là con Zata. Thực ra thì xử lý mà là xử lý nhau nhá, đều có thể xử lý nhau được. Đấy, quan trọng là ai combo trước thôi. Nếu mà để Zata combo trước thì mình chết. Còn nếu để Zata combo nếu mà mình combo trước thì Zata chết nha. Hay là Zil cũng vậy. Nên là một số trận đấu anh em có thể lên cái quả cầu băng xương sớm hơn. Ví dụ lên triệu bùng nổ xong thì quả cầu băng xương luôn. Đây, ôi anh em làm thế nào mà lúc lùm cao, lúc lùm cao là lúc lùm như nào? Lúc lùm cao là các bạn sẽ phán đoán được tướng địch đi ngang qua. Thì các bạn có thể là thấy cái tơ lính vừa rồi nó cao và tướng địch chắc chắn phải di chuyển qua đó. Đấy, đây là anh em cố gắng là nhìn cái thế lính và chọn vị trí lúp lùm nha. Thế lính team bạn farm ngon thì team bạn sẽ phải lên farm thôi. Đấy, mình sẽ đứng ở vị trí đó và team bạn đi ngang qua chỉ cần ấn combo thôi. Rất là dễ chơi. Nói chung là khi làm clip thì Mô Việt luôn muốn chia sẻ với anh em tất cả những gì mình biết để các bạn chơi game Global tốt hơn. Chỉ mong muốn là một mong muốn là rất là nhỏ thôi. Đó là anh em để lại cái dấu vết trên kênh MOBA. Like clip, comment ký tự bất kỳ. Ok, nhớ anh hộ mình nha anh em ơi. Hiện tại thì nhiều anh em yêu cầu MOBA ơi đổi nhạc đi, nhưng mà sorry anh em, nhạc bây giờ bản quyền nhiều lắm, thay đổi nhạc là dính hàng tấn bản quyền. Mới ăn một gậy đây anh em ơi, đang đau đây. Ok, xin chào các bạn, hẹn bạn ra clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.